Tôi đã nghiện được 6 tháng này. Mỗi cái cơn nghiện thôi thúc làm điều đó, nghĩ đến điều đó hàng ngày. Thật ra cách đây nhiều năm thì Mai cũng đã thử, và ngay buổi học đầu tiên Mai bỏ cuộc ngay bởi vì bị chảy máu chân chỉ vì một cú ngã. Cho đến tận ngày hôm nay Mai mới dám quay trở lại, và không ngờ sau buổi học đầu tiên rất thành công với huấn luyện viên riêng Quân Bùi của mình thì Mai theo sát bộ môn này đến tận bây giờ và nghiện lúc nào không hay. Đây là một nỗi nghiện vô cùng tích cực bởi vì nó khiến cho Phương Mai luôn luôn nghĩ đến việc giữ gìn hình thể của mình, trau dồi sức khỏe của mình, bền bỉ hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa trong những gì mình làm. Và phải nói thật là trong suốt 6 tháng vừa qua thì chẳng có ngày nào Mai quên không nhìn thấy cây cột. Tôi nghiện pole dance.